Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog trưa nay nha. Thì trưa nay có anh Minh, ảnh có mua trái cây xuống để dâng lên thầy buổi trưa ha cô chú anh chị. Hai một bịch thì dâng lên thầy, còn một bịch thì của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ha. Đó, anh Minh xách vô đây. Vì mình kính chào quý cô chú anh chị, cô bác đã trở lại à, để vô kênh sạn ba nha. cái dĩa. Tại giờ thì mình đang có mặt ở tại là ngôi mộ của sư Minh là đi bộ hành trình cũng là sư như vậy 3 ngày của chú chị. Hôm nay thì đóng nghiệp và đã ra đi và để lấy nha thằng giấy nha mình rau chùi. Dạ, bông xe la đi. Chú Du Linh. Thì bà con bác có thể là xem mà biết là sư Chí Hải mới lên thăm sư Minh Thiện chưa được 24 tiếng quý cô chú anh chị. À, coi dĩa sẵn đó anh Minh bỏ vô đi. Cô Quyên là à, nạp vào sẵn lắm rồi mọi người. Campuchia á, tâm trước cũng có về là nó nạp nhớ không? Ừ. Phải. Ô cái này chắc để hai ấy quá. Sao? Rồi để thôi. Tại vì tớ nhiều bọc lắm. Lấy cái dĩa bự ra. Hả? Có cái dĩa bự đó nè. Cái dĩa bự hả? Thôi lấy cái này luôn ha. Hay là để cái gì ta? Thôi lấy cái dĩa bự sướng nè. Ờ, thì đó là lấy thanh long nè. Anh để cái dĩa bự để một dĩa luôn. Dĩa luôn ha. Ủa, dĩa to chứ ai mua cái dĩa đó bự chứ hả? Của cô đem lên cúng mà cô để lại trên đây nha. Gì hả? Đó, dĩa bự này là đầy đủ luôn đó. Dạ, cái dĩa nhỏ đi. Dĩa một dĩa nữa. Việt Kiều. Việt Kiều, Campuchia. Lụ nữa hả? Nè, cô chú Thị Ngọc cũng mới lên. Mới lên thấp 3 nén hương nè. Xòi này không biết là xòi gì đó. Xòi đó xòi Úc á. Ngọc cũng mới lên thấp 3 nén hương rồi xong rồi về giờ tới giờ Duy Minh mua cái cây về lại. Đó, thanh long. Ồ, cái dĩa quá bự. Cái dĩa này là chân là đẹp như mơ luôn. Vì mình cái thanh long bỏ dưới vậy mình. Thanh long bỏ dưới rồi cái trái cây bỏ lên. Ờ đúng rồi. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Thanh long bỏ dưới đây trái cây mình cái gì đó giờ chưng chưng lên rồi cái mình chắc trái cây lên rất là đẹp luôn á. Lòng trái thanh long. Đúng rồi đó. Trái kia nữa bỏ 5 trái 50 gốc rồi cái nó mình nè. Rồi à. Thanh kiều anh Ngọc. Cũng mới thắp nhang vừa xong lên vừa lên nha mình vừa lại luôn này đốt nhang sẵn cho anh Minh bữa nay à gọi năm trái cây vô giữa cái là đẹp nghe không đúng không rồi hay quá không? Sáng dạ thông minh được ok đó, bỏ lên xung quanh lên cái mùi chung lên nó đẹp luôn. À, dễ trái cây à, đẹp quá chừng. Trái cây vừng tráng. Ok. Rồi, nhang luôn. Này à, mình à, thăm à, thầy có mua à, trái cây ra của cô khán giả Việt Kiều Mỹ à. Campuchia hả? Campuchia. Mới đây đổi qua Mỹ rồi hả? Ta Campuchia mới đây đẩy qua tới Mỹ rồi.
về trái cây à, cô chú anh chị. Hôm nay được sự trợ duyên của là cô Quyên ở Campuchia gửi cho chúng tôi cũng một món cái trái cây mà thực hiện về phòng vật chất để cho những gì mình được làm những cái gì về họ hướng công đức cho cô Quyên ở trong kia về đạo gia đình mình vẫn ngon quốc à, cô chú anh chị à, dễ trái cây quá hoành tráng luôn. Chậu bông là mình chụp dễ trái cây cái này. Quá đẹp ha. Đẹp quá. Mai cô thái quay đẹp chứ. Gì? À, mộ của sư Minh Thiện hình như là làm cái đá này giống đá của chú Vũ Linh ha. Ừ, mà bự hơn. À, dưới đây rộng hơn. Xà cừ Na Uy. Ở dưới đây thì bự rộng hơn cậu. Ở trên ở nhưng ở trên mão của bia mộ của là sư Minh Thiện hình như có cái khắc cái hoa sen của đức như vậy. Hoa sen bờ hõm là giống tựa giống như cua quệ vậy đó, nhưng mà đổi là hả, đổi lại cái ở trên đó à. Và sư Minh Thiện thì hôm qua là sư Chỉ Hải đến thăm sư Minh Thiện và cũng đến đây là đảnh lễ và cũng có là anh Minh biết hai cây ở trên cây gì không? Rồi đi lên đây nè. Nè. Lên đây. Cái nào đó? Nè. Hai cây đẹp không? Ừ. Biết hai cây gì không? Này ha, giả ha, thiệt đấy. Này giống như giả quá, phải không? Giả chứ giống gì? Nào bọn hỏi mình nhìn là tưởng thiệt không đó. Này của ai mua đây? Của người nhà mua lên đó. Ra thầy. À, tức là gia đình của sư ha. Ờ. À, anh biết cây gì không? Cây này cây gì? Lá châu bà. Châu bà hả? Châu bà này hình như là cái màu vẽ kiểu giống nó hơi già ha. Thầy có lá già lá non đó. Đó để trên đầu mộ nè cho. À, người ta không có đi qua đi lại á. Trên đầu mộ của thầy. Hay có câu thơ nữa cả thấy không? Câu thơ hình như là lời Phật dạy nè. À. Ái luyến sinh sầu u. Ái luyến sinh sầu u. Ái luyến sinh sợ hãi. Sinh sợ hãi. Ái giải thoát ai luyến. Không sầu đâu sợ hãi. Ồ, tất cả cái pháp đều là vô thường khổ vô ngã. Ủa cái câu này hình như anh nghe là sư Minh Tệ đọc nè. À. Ờ. Hiện tại giờ cũng được là khắc trên bia mộ của là sư Minh Thiện luôn quý cô chú anh chị. À, để cái chữ lời Phật dạy nữa thấy không? À, là Phật dạy, đây là những cái bốn cái câu thơ của là sư Minh Tuệ hay đọc trong cái kinh của Đức Phật. Bên đây thì sư Minh Thiện quê quán ở Sài Gòn nè. Sinh ngày 10 tháng 12 năm 1900.